TikToker Lê Bóng bị chê lố lăng tại tuần lễ thời trang, siêu mẫu Minh Tú lập tức bênh vực. Bày tỏ quan điểm về việc sàn diễn thời trang có sự xuất hiện của những TikToker không chuyên, siêu mẫu Minh Tú cho rằng nếu Lê Bóng không đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ không được nhà thiết kế và ban tổ chức chọn lựa. Sau 2 năm tạm lắng vì đại dịch Covid-19, vừa qua tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa xuân hè 2022 đã trở lại với chủ đề Refashion. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng khi sàn Runway thiếu bóng của những người mẫu chuyên nghiệp, có kỹ năng và đạt chỉ số hình thể chuẩn. Thay vào đó là sự xuất hiện của những hoa hậu hay hiện tượng mạng. Trên các diễn đàn thời trang, cuộc tranh cãi nảy ra gay gắt với hai quan điểm ủng hộ và phản đối trái ngược nhau. Một bên cho rằng đây sẽ là điểm nhấn tạo nên sự đa dạng. Một bộ phận khác lo ngại, nếu cứ tiếp tục thì Việt Nam sẽ càng tụt hậu so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore. Bước ra từ cuộc thi người mẫu trong nước và là đại diện Việt Nam đầu tiên đoạt giải Á quân Asia's Next Top Model. Hơn ai hết, Minh Tú là người hiểu được quy luật ngầm cũng như sự khắt khe trong giới thời trang. Trong chia sẻ mới đây, chân dài 9X cho biết cô tôn trọng bản sắc riêng của mỗi người. Ai cũng có quyền khao khát phá bỏ giới hạn để chạm đến thành công. Siêu mẫu Minh Tú khẳng định, việc kỳ thị ngoại hình là điều không nên tồn tại ở bất kỳ môi trường nào. Đặc biệt, Miss Supranational Việt Nam còn nhắc đến hiện tượng TikToker Lê Bóng trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần tại tuần lễ thời trang 2022. Trái ngược với sự phản đối của dư luận, người đẹp dẫn chứng, nếu Lê Bóng không mang lại giá trị thì đương nhiên sẽ không được ban tổ chức và nhà thiết kế chọn lựa. Minh Tú cũng không quên nhắc nhở những bạn trẻ có niềm đam mê với người mẫu. Nếu ngoại hình không đủ tiêu chuẩn thì hãy cố gắng tập luyện, trau dồi kỹ năng catwalk để chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với công việc này. Thực tế, điều khiến Lê Bóng bị ném đá dữ dội là phần thể hiện catwalk phong cách showboat trước ống kính. Hành động này được cho là khá ô dề, vốn dĩ chỉ phù hợp trên các clip TikTok mà hot girl này thường quay. Nguyên chia sẻ của Minh Tú, lưu ý đây chỉ là quan điểm cá nhân. Một người bạn vừa hỏi Minh Tú cảm thấy như thế nào về những ồn ào trên sàn Runway vừa qua. Minh Tú đã chia sẻ suy nghĩ của mình và cũng xin chia sẻ cho mọi người một chút ở góc độ bản thân. Beverly Johnson là người mẫu gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue của Mỹ và đã làm thay đổi quan điểm về cái đẹp trong lĩnh vực thời trang thế giới. Phải mất hơn 8 thập kỷ, cuối cùng một người da màu đã xuất hiện trên tạp chí thời trang hàng đầu thế giới. Break the Rules của Việt Nam Next Top Model 2016 đã mang đến một nguồn cảm hứng rất đặc biệt, giúp hàng nghìn bạn trẻ khát khao thể hiện bản thân có cơ hội đến gần hơn đến ngành thời trang cao cấp, đã phá bỏ mọi giới hạn quy chuẩn để mang tới những giá trị mới. Phong trào chống body shaming phổ biến toàn thế giới, việc miệt thị ngoại hình người khác dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng là điều không nên xảy ra. Việc Lê Bóng xuất hiện trên sàn Runway theo Minh Tú là điều bình thường. Thời đại này vốn dĩ đã không còn nặng nề bởi những quy chuẩn khắt khe. Sự sáng tạo là bất tận và giá trị của con người cần được tôn trọng. Nếu bạn ấy không mang lại bất kỳ một giá trị nào thì chính những nhà thiết kế ban tổ chức sẽ không chọn bạn ấy nữa và bạn sẽ tự bị đào thải khỏi ngành thời trang đầy khắc nghiệt này. Với tư cách là một người mẫu đàn chị đi trước, Minh Tú muốn lên tiếng bảo vệ Lê Bóng trước những lời miệt thị nặng nề từ dư luận. Sự khác biệt nào cũng cần có thời gian để quen dần và trở nên bình thường. Lê Bóng hay hàng nghìn bạn trẻ không có được những lợi thế về ngoại hình. Nếu thực sự đam mê với thời trang và catwalk thì các bạn hãy cố gắng hoàn thiện kỹ năng nhiều hơn nữa. Hãy chứng minh dù mình không có lợi thế ngoại hình nhưng vẫn có thể thành người mẫu nổi tiếng trên sàn diễn, cố lên nhé. Trước Minh Tú, cây viết thời trang có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội là Trí Minh Lê đã có chia sẻ về màn chào sân của Lê Bóng vào lĩnh vực người mẫu. Theo đó, trước màn catwalk của Lê Bóng, anh không hề công kích cá nhân, nhưng fashion blogger này cho rằng đây là một tác phẩm trào phúng, cũng như việc freelance model tự phong đang làm rẽ rúng nghề người mẫu trong mắt công chúng. Anh bày tỏ quan điểm đây rõ ràng là một tác phẩm trào phúng, ban tổ chức và thương hiệu cố tình chọn Lê Bóng để thể hiện khoảng cách giữa người tay ngang và chuyên nghiệp xa đến mức nào. Ngoài ra, anh cũng cho rằng mình không phủ nhận sự cố gắng của bạn này khi xuất hiện trên sàn diễn. Thế nhưng đây là sự khác biệt về chuyên nghiệp, nền tảng, đẳng cấp.